Xin bà nghe chúng cho biết là cái tình hình của địa ốc tại thành phố Houston và đặc biệt là khu vực Southwest nơi có đông người Việt sinh sống đó thì hiện nay nó như thế nào? Thật sự ra chưa bao giờ mà lại tốt được như vậy. Số người hình như mỗi một ngày là chúng tôi có khoảng 10 tới 20 người gọi tới là new client, new buyers. Thành ra chắc là người Việt của chúng ta bắt đầu tránh những cái vùng quá lạnh và những vùng quá đắt tiền như California hay những vùng Bắc nước Mỹ. Thành ra Houston hay là Texas vẫn là một cái nơi hấp dẫn là vì nhất đông cộng đồng người Việt Nam mà lại thêm cái là giá nhà nó vẫn vừa mà khí hậu thì tuyệt vời, rất là ấm áp. Hiện nay thì giá trung bình của một căn nhà mà khách hàng của người Việt Nam mua đó thì nó dao động khoảng từ giá khoảng bao nhiêu ngàn đến bao nhiêu ngàn? Nói chung mà nếu muốn căn nhà mà không phải sửa chữa đó, để mà có thể vô ở được ngay thì thường thường phải từ 150 tới 200. Thế nhưng mà Việt Nam ta thì cũng có khá tiền, thành cái số người mà lên 300 cũng không có phải là ít đâu. Những loại nhà đó thì thường thường chỉ có thể mô tả được là nó gồm bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm, đại loại như vậy. Đó là nhà trung bình thì nói chung thì cũng ít nhất là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 phòng xe. Thế nhưng mà đặc biệt nếu mà chúng ta về những cái vùng mà tương đối gọi là khá khá xa và trường hợp tốt, rất là dự như Sugarland đó, thì một cái nhà cỡ 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 nhà xe chừng 1.800-2.000 square feet, bây giờ phải từ 250 tới 350 mới có thể mua được. Nhưng mà đó là những cái năm mà xây sau 1990, còn những năm mà xây 1980 thì có thể chúng ta tìm trong khoảng 200 ngàn. Tình hình mà cái văn phòng của chị đó, service khách hàng của chị như thế nào, chị có thể nói sơ qua một chút là ví dụ như là mỗi một ngày như vậy chị service khoảng bao nhiêu khách hàng và một tháng thì như thế nào, với công việc hiện nay của cái văn phòng của chị là sao? Thật sự ra chưa bao giờ văn phòng bận đến vậy. Bây giờ là chúng tôi phải làm 7 ngày một tuần, mà nếu dám nói 24 tiếng một ngày thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà nói chung phải khoảng ngày một mấy tiếng, là vì cái tình hình bây giờ đó, nhà không có nhà để mua, thành ra đa số nếu những người khách đến tìm nhà mà nếu chúng ta chỉ có chờ một buổi tối không làm offer ngay á thì ngày mai là căn nhà đã pending rồi. Thành ra nếu có một cái listing là người khách phải đi qua ngay, nhiều khi dù là 7 giờ tối, 8 giờ tối, mà nếu người ta thích một cái là về phải make offer liền, không thể nào chờ mà thôi cuối tuần hay là qua thứ bảy chủ nhật. Thành đó là lý do mà độ này phải làm việc rất là tương đối vất vả hơn ngày trước. Nếu mà quý vị có một căn nhà để trên thị trường thì nó mới nhanh, chứ nếu bây giờ chúng ta mà đi tìm nhà cho khách mua thì rất là gay. Đặc biệt là người Việt của chúng ta không có lợi tức chứng minh được một cái dễ dàng, thành ra đó lại tạo ra một cái nhu cầu của cái vay private lender, tức là đi vay của tư nhân. Vay tư nhân tức là gì? Người ta không cần biết hỏi thắc mắc nhiều lắm về vấn đề điểm tín nhiệm hay là lương, không cần phải chứng minh bằng thuế, chỉ cần xác nhận là chúng tôi có khả năng trả rồi down nhiều hơn và chịu trả lời cao hơn. Cái loại nhà mà người Việt Nam mình chọn mua đó thì nó khoảng trung bình là khoảng bao nhiêu tiền một căn? Nói chung là như đó, trung bình nếu mà về khu Bel Air nhé, cái khu Bel Air tức là khu đông nhất của người Việt Nam, thì thường thường ít nhất bây giờ người ta cũng phải ưng là phải 150, cho đến nếu mà những người khách khá hơn một chút thì 200. Nhưng mà những khu ở Bel Air thì đa số là nhà cũ thôi, cũng không còn những nhà mới để mà mua đâu. Thành ra nếu những người nào họ muốn những nhà sang trọng và đẹp hơn một tí thì người ta phải đi ra xa, tức là khoảng ít nhất 20 là phút lái xe, 25 phút lái xe. Thế nhưng mà đa số thì người Việt chúng ta không biết vì lý do gì, bây giờ cứ anh nào cũng bảo nhau là chỉ thích mua nhà chẹt. Thành ra cái nhu cầu của nhà chẹt nó lại càng ngày nó lại càng cao. Thành ra nhà 2 tầng thì còn có thể mua dễ, chứ nhà chẹt vẫn là tranh nhau rất là gay gắt. Một căn nhà mà hiện nay nếu mà list trên thị trường đó thì chị tính trong khoảng thời gian là khoảng bao lâu thì bán xong căn nhà đó? Nói chung là thường thường là chỉ có một tuần thôi là chúng ta đã có contract vào rồi. Và nếu người ta đi mua là trả tiền mặt, số nó rất là đông, không biết tiền từ đâu ra, nhưng mà tiền mặt rất là nhiều. Và một số nữa là họ vay qua cái private lenders, tức là những vay tư nhân thì cũng như là tiền mặt thôi. Thành ra trung bình đó, nếu mà lên thị trường trong một tuần là có thể vào contract, xong rồi có thể 15-20 ngày là có thể xong. Thành ra cái số người bán nhà bây giờ đó, họ phải nói là rất là dễ dàng để bán, thì khó là khó cái đi mua thôi. Bán xong liệu chúng ta có mua được nhà hay không? Theo cái ước tính của chị đó, thì trong một năm trước đây và 3 năm trước đây, tức là sau cái cơn bão Ai vào năm 2008 đó, thì đến nay thì cái giá nhà Houston nó đã tăng như thế nào và cụ thể nó làm sao? Nói ra không nghe thật, tự nó cứ như là chuyện một qua một đêm vậy đó. Tự nhiên cách đây 2 năm thôi, tự nhiên sau một cái Christmas, sau cái New Year, tự nhiên giá nhà và cái đòi hỏi của con người, cả cái số người mà mua đó càng ngày càng đông. Và trung bình mỗi một năm trong 2 năm nay, mỗi một năm lên trung bình đó là 15%. Những khu nào mà càng đắt giá, càng khu càng gần phố thì lúc này nó lại càng lên nhiều hơn. Những khu xa đó đã rớt giá rất là nhiều cũng lên, nhưng mà không lên mạnh, mà những khu đắt tiền, trường học tốt và gần ở trong phố. Thành ra giống như định luật đó, càng đắt càng hiếm, mà càng rẻ thì lại có thể như là chắc là tại vì càng rẻ nó ra xa,
Thành ra vấn đề tất cả là định luật cung cầu thôi. Tại vì ở ở bên ngoài thì cái số nhà nó nhiều. Đó là vì do đó cái sự lên nó cũng vừa vừa hơn là những người bên trong phố. Trong số những khách hàng mà đến với văn phòng của chị để tìm nhà đó, thì có nhiều khách hàng từ California không? Rất là nhiều, không những là California mà các vùng Bắc, nhưng mà đặc biệt là California. Tại vì có nhiều người sau khi họ ở California trong giai đoạn vừa rồi, chắc là cái vấn đề kinh tế, công ăn việc làm cũng như là cái giá nhà bây giờ nó lên quá. Thành ra người ta cảm thấy rằng thôi, dù là cảnh đẹp, dù khí hậu tốt đến đâu, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để hưởng cái khí hậu đó, cũng không ra đường chơi được. Thành ra người ta quyết định về Houstan. Đã bảo là bên đó tự tôi cứ đùa là quý vị chỉ cần bán cái garage thôi là về Houstan mua được căn nhà một lâu đài rồi. À, cái khách hàng từ California qua đây thì họ mua cái giá nhà khoảng bao nhiêu tiền, trung bình là bao nhiêu tiền, và cái số người mà mua các cơ sở thương mại đó thì có nhiều không? Nếu về nhà thì những người Cali dù gì họ cũng khá khá, ngoại trừ những người gọi là bị thất bại thôi, chứ đa số họ tự động họ đi, mặc dù họ vẫn thành công, thì trung bình họ mua khoảng 250 tới 350. Còn những người mà chưa bao giờ có nhà, bây giờ về Houstan vì muốn có nhà thì có thể họ mua trong khoảng 150 tới 200 hay 250. Còn nói về cơ sở thương mại thì thật sự ra đó, ở Houstan nếu mà nói về cơ sở thương mại thì những người Cali về đây ít lắm. Tại vì họ cảm thấy rằng hình như Houstan về cơ sở thương mại không lên nhiều, mà họ cảm thấy ở những nơi khác lên thì họ về đây là vì nhà hơn là vì cơ sở thương mại. Có một số người về đây vì họ muốn mở, chẳng hạn như mở tiệm nail, hay là họ muốn mở trạm xăng vân vân, thì có thể là họ đi nghĩa là họ đi tìm, nhưng mà đa số thì không phải về đây vì thương mại đâu. Nghe gì mà theo chị thấy khách hàng của chị về đây làm nhiều nhất? Thì tương đối thì đương nhiên là nail rồi. Thế nhưng mà có một cái đặc biệt là vì Houstan là thành phố của dầu hỏa, thành ra rất là nhiều người đi về đây là bởi vì thứ nhất là chồng hay con hay vợ hay con đã có những job tốt của các hãng dầu. Tại vì công ty dầu hỏa độ này đó họ khai thác rất là mạnh, và thành phố Houstan đã từng tự hào là thánh địa của dầu hỏa mà, nhắm mắt cũng có job. Thành đó là lý do mà tại sao á mà Houstan người ta về, đa số là việc đất lưu trú, lương căn bản, các cơ sở, các công ty họ chuyển về đây rất là đông. Với thu nhập bao nhiêu cho một gia đình 4 người thì có thể sống thoải mái ở thành phố Houstan? Thật tình nói ra thì 50 ngàn là thoải mái rồi. Thật tình Houstan là 50 ngàn, tức là 3-4 ngàn một tháng, là trả tiền nhà chỉ hơn 1 ngàn, 1 ngàn 2 tới 1 ngàn rưỡi, là có một căn nhà tương đối tử tế sạch sẽ. Xong rồi tiền điện, tiền nước thì nói chung là khoảng 4 ngàn, lương 40 mấy ngàn là về đây là tươi lắm, là đủ sức sống một cách rất là đàng hoàng. À, nếu mà nói với khán giả của Người Việt TV ở California, những khán giả đang sống ở California hay là những tiểu bang khác mà muốn di chuyển vào thành phố này sống đó, thì với tư cách là một người sống rất lâu ở thành phố này và đang làm cái công việc là agent, broker, giới thiệu nhà cửa, cơ sở thương mại, thì chị sẽ nói điều gì? Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ nhất đặc biệt với California. Tại tôi là người đã từng qua California và đã yêu California và ấm ức là tại sao mình đã không chọn California. Thì đến giờ phút này, đã sau mấy chục năm đã ở Houstan rồi, thì mới thấy rằng thật sự ra cái lựa chọn ở Houstan nó cũng không đến nỗi tệ. Là vì thật sự ra đó, ở đây cái đời sống nó dễ dàng. Những người sống ở Houstan hình như cũng có hiền lành hơn, có thể là không nhanh bằng những người California, nhưng mà vì vậy đời sống dễ dàng, nhà cửa dễ dàng, thức ăn cũng rẻ hơn, xăng cũng rẻ hơn, không có state tax, và công việc thì rất là dễ dàng để kiếm việc. Thật ra thật sự ra Houstan cũng là một nơi đất lành chim đậu, mà cộng đồng Việt Nam thì cũng tương đối rất là đông, đi đâu cũng có thể có những quán ăn, thức ăn rất là ngon, và bạn bè thì cũng dễ dàng. Đây là một cái nơi gọi là đi đông hay đi tây đều gần hơn là California. Tại nếu California mà nếu đi qua bên Thái Bình Dương thì có thể gần, nhưng mà nếu qua Âu Châu thì hơi xa phải quý vị. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng Houstan là một nơi cũng nên quý vị nên suy nghĩ nếu mà quý định rời chỗ ở. Xin cảm ơn bà Nga.